đây là một điều cực kỳ buồn đối với Thư. Đối với Linh, nãy giờ Linh cứ nhai hoài là sao anh em bỏ anh đi, anh nào có tội tình gì. Nhưng thật sự là vì công việc Thư quá bận, Thư còn có nhiều dự án khác nữa, nên Thư thật sự là Thư không thu xếp được thời gian để có thể chạy theo lịch của bạn muốn hẹn hò. Dừng chân ở đây, ngay tại lúc này ở đây, Thư không cam tâm với chính bản thân mình. Bởi vì sao? Qua một cái thời điểm rất là nhạy cảm, bão giông, Thư vẫn có thể trụ được, vẫn có thể đứng vững. Nhưng mà bây giờ tại sao lại Thư lại rút? Thư đã nói rồi, vì công việc Thư bận quá, Thư không cho phép mình tiếp tục. Thư tiếc không? Thư rất là tiếc khi bây giờ khán giả bắt đầu công nhận Nam Thư. Khán giả bắt đầu khen ngợi mình, khán giả bắt đầu động viên mình, thậm chí là khán giả từ rất nhiều nơi gửi inbox về Facebook Thư khen Thư. Em phải cố gắng, và Thư cố gắng. Qua một khoảng thời gian 6 tháng, 1-2 tháng đầu Thư bị phản ứng rất nhiều. Bây giờ hiện tại vẫn còn phản ứng, nhưng thực sự cái tiêu cực đó bắt đầu giảm dần và tích cực lên. Thì Thư lại không thể nào tiếp tục đồng hành với bạn muốn hẹn hò được nữa. Một điều cực kỳ tiếc nuối khi Thư không đồng hành. Nhưng mà Thư nghĩ như nãy giờ anh Linh nói rồi, MC chỉ là 10% thôi. Biên tập của chương trình mới là người gọi là đằng sau, họ có công tất cả. Thì đó, MC mà có thể đổi cho sau này, đổi Thư hoặc là đổi một anh chị, cô chú hoặc ai đó ngồi vào vị trí của Thư, thì Thư cũng mong quý vị khán giả hãy yêu mến họ, hãy động viên họ. Cái gì cũng vậy hết. Trong hay không bằng tay quen. Có hay cỡ nào mà bước vào làm mới chập chững thì cũng sẽ lạ lẫm lắm. Hãy cho người sau Thư, người mới sau Thư một cơ hội, một nhìn, hoặc là và cái cách nhìn mình vấn đề nó nhẹ nhàng hơn. Đừng công kích, đừng gì nữa. Tất cả những gì mà từ trước đến giờ thay đổi bản quen hò, Thư sẽ chịu hết cho. Còn mà sau này người mới nữa, Thư xin khán giả của mình hãy nhẹ nhàng hơn với người kế nhiệm tiếp tục. Bởi vì Thư nghĩ là điều tốt nhất cuối cùng thì chương trình hay là biên tập hay là MC hay là MCV đi chăng nữa cũng muốn điều tốt nhất cho bạn muốn hẹn hò là một chương trình mà được tất cả mọi người yêu mến, được tất cả mọi người tin tưởng, được các gia đình, các cô, các chú, các ông, các bà, các anh chị mỗi ngày ngồi trước truyền hình chờ đợi bạn muốn hẹn hò đều yêu mến chương trình. Và Thư mong là mọi người vẫn sẽ luôn yêu mến bạn muốn hẹn hò, và mọi người vẫn sẽ luôn yêu mến Nam Thư. Hy vọng một ngày nào đó Thư sẽ quay trở lại bạn muốn hẹn hò. Có thể Thư sẽ ngồi lên chiếc ghế đi tìm một người nữa còn lại, hoặc là Thư là một người thân của một bạn nào đó đi tìm bạn muốn hẹn hò. Và thật sự là rất cảm ơn quý vị khán giả, những ai đã yêu thương Thư, những ai cho Thư cơ hội để Thư có thể làm tốt ở vị trí bạn muốn hẹn hò, những ai luôn bên cạnh và động viên Thư. Và rất rất cảm ơn quý vị khán giả đã rộng lòng và chấp nhận Thư qua 6 tháng của bạn muốn hẹn hò. Rất cảm ơn mọi người, và đặc biệt cảm ơn các anh chị em truyền thông lúc nào cũng bên cạnh Thư và động viên Thư. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Các ekip Thùy Linh cũng động viên Nam Thư rất nhiều, nói bây giờ đang làm tốt và rất tốt lên rồi, tại sao không ở lại. Nam Thư nói rằng em có những dự án điện ảnh và em đã đầu tư cái trang YouTube của mình rất là nhiều, và có cuộc đời nghệ thuật của em đã dồn vào đó rồi, thôi cho phép em tạm ngưng để có thể lo công việc của mình. Thật sự ekip cũng rất là tiếc cùng Thư. Dạ, chính xác, bận rộn là một chuyện, nhưng mà bận rộn là một việc, bên cạnh đó còn rất nhiều lý do khác nữa nhưng Thư không thể nào chia sẻ. Nhưng mà Thư nghĩ là thôi, đối với Thư dừng chân ngay tại lúc này, tại bạn muốn hẹn hò ngay thời điểm này, chắc là em hết duyên rồi, em hết duyên với bạn muốn hẹn hò rồi. Khi mà Thư nói là điều đó cách đây một thời gian con gọi là không có dài, thì tất cả mọi người đều rất là ngạc nhiên. Thưa các anh chị, khi Thư nói điều này tất cả mọi người đều ngạc nhiên hết. Ủa sao anh thấy rằng trên mạng xã hội mọi người đã bắt đầu comment tốt rồi, trong ekip cũng công nhận là Thư đã nỗ lực hết sức mình rồi,
và mọi chuyện nó đang tốt dần lên, và năm thứ bảy anh nghĩ rằng có nhiều điều thay đổi mới, sao Thư không cố đi nữa, em đã vượt qua một cái chặng đường khó quá, mà chặng đường này thì còn dễ nữa, sao em không làm nữa Thư? Và Thư đã đưa ra một quyết định mà phải nói mọi người cũng rất là tiếc từ các anh chị, nhưng mà nói như Thư đúng bây giờ thế này, tất cả chúng ta đều là những đứa con thành viên của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, tất cả chúng ta hãy cùng nhau, cho dù người ở ngoài, ở trong, ở phía sau cánh gà rồi đó, chúng ta hãy cùng nhau vun đắp. Quan trọng là bạn hẹn hò lớn lên và trở thành một cái nơi, một cái điểm tựa cho những nửa mảnh ghép đi tìm yêu thương của họ. Và chính chúng ta là những người hạnh phúc, đúng không Thư?